Dạ vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây đang được đến thăm vườn của nhà báo nghệ nhân Nguyễn Kim Sơn ở phố Bà. Chúng ta nhìn ngoài vườn, ở đây đây là vườn chơi cho quý vị ạ. Vườn của nhà báo nghệ nhân chơi nhưng làm cũng rất là đẹp. Nhà anh thì ở nơi khác, nhưng vườn là một nơi đẹp quá quý vị ạ. Dàn hoa giấy này, chúng ta cùng vào đây giao lưu với lại nhà báo nghệ nhân. Em chào anh nhá. Chào Thọ và ekip Yêu Cây. Anh ơi, lâu lâu lại được qua thăm vườn, nhưng vườn anh thay đổi liên tục anh nhỉ? Cũng cố gắng, mình đam mê và xây dựng mỗi một chút một tí. Vâng. Đặc biệt là cái mùa này thì đến vườn thấy vườn rất là tốt tươi. Nó và đặc biệt là cũng thấy nhiều cây hoa xuất hiện đấy anh ạ. Anh ơi, mỗi một lần về là em thích ngắm những cái tác phẩm tam sinh nhất thế này. Em thấy có những cái cây này có rất nhiều cái điểm kỳ anh nhé. Anh có thể giới thiệu cho em về cái tác phẩm này không ạ? Tác phẩm này giới thiệu với Thọ, với tất cả các quý vị đang xem kênh Yêu Cây. Thì tác phẩm này là mà xuất phát, nó là một cây xanh Nam Điền tán tầng cổ. Đấy, sau nhiều năm ở trong dân thì mình sưu tầm về là được vào tầm 16-17 năm rồi đấy. Thì xây dựng ý tưởng là mình cắt ngọn và đưa ý tưởng làm một ngọn hai tay bay và làm, thì đến bây giờ xây dựng ngót 15, 16, 17 năm đấy, là thành một tác phẩm. Mình đặt nó là tam sinh nhất thế, còn xuất thân nó là một cây tán tầng cổ. Đấy, thân chính đây em này. Vâng. Sau nó sinh ra hai thân con, hai cái rễ con, sau khi 5 tháng nó hóa thành 3, thì khi nó trước nó là cây trực, thế mình chuyển dáng cắt ngọn và đảo lấy một ngọn và hai tay, một tay phóng tay huyền bay xuống. Tức là tam sinh là ba thân chụm lại là một nhất dáng. Nhất dáng thì đó là gọi là nhất thế. Nhất thế của nó, nếu là dáng chuẩn, nó là trực lão. Ba thân trụ một đấy. Trụ một. Vâng. Đấy. Đẹp quá nhỉ. 5 tháng bắt đầu nó hóa rồi. Em thấy cái tác phẩm này của anh rất là có hồn. Chùn chảy lắm rồi. Năm nay tớ thấy nó chùn mà nó già anh nhỉ. Nó già. Cây này thì là mình nắm rõ cái lịch sử là trước 8 tầng được tặng, sau đó là bỏ hoang, thì nó ở nhà người ta đã vào tầm độ khoảng trên 40 năm. Về mình thì gọi là 16 năm rồi đấy, 16, 17 năm. Đây này quý vị này, cái cây của anh đang dính nước mưa, nó nộ ra cái độ già chun này, đẹp không? Già lắm rồi, cây này già lắm rồi. Đây nó lùi hết em này. Vâng. Anh cơ bản là cũng, đây rồi, bây giờ cây này già nên là cái mầm là bật cái là ra lu ngay anh nhỉ? Ra lu, mình nuôi mầm thở đến tháng 10 bắt đầu mình cắt, thì để nó sau này nó sẽ là những cái lu thịt, lu thật luôn là thân lùn này. Đấy. Đây cây ngọn này. Đây cái ngọn xong anh đưa một cái ngọn huyền xuống đúng không anh? Đấy, đưa một ngọn lên làm ngọn chính và một tay bay làm huyền. Vâng. Đấy. Hay quá. Chính cái tay huyền của anh nó là cái tô điểm cái nét đặc biệt của cây đấy. Thì mình cũng xuất phát từ khi mà đưa ý tưởng là mình rất thích cái tay huyền này, là nó gần giống cái tay của cây huyền phượng vũ của thầy Cường họa sĩ. Sau đó là mình đưa ý tưởng vào và xây dựng nó, thì cả quãng thời gian dài và nó biến thành bây giờ trở thành cái tay huyền rất đẹp. Anh tác phẩm này anh xây dựng trong bao lâu rồi? Cái này từ khi mình chuyển nhượng của nhà chủ cũ thì nó về đây, nó vào khoảng 16 đến 17 năm đấy, mình nhớ nó 16 17 năm. 16 17 năm đấy. Một tác phẩm. Anh nhìn cái bộ bạ này đẹp quá. Em đi vào đây xem nào. Xem cái nó mặt nó hóa hết em này. Đây nó hóa. Vâng. Đấy. Hóa đẹp không? Nói là cây này nó kỳ cây anh ạ. Đấy, nó có cái nét độc lạ. Kỳ cơ. Từ hai cái rễ con mà sau 5 tháng nó hóa về thành một thế chín chân luôn. Cái mà đứng ở cái bên này thì chúng ta nhìn thấy cái phần tay bay và cái ngọn. Và cái ngọn huyền nó rõ hơn này, đẹp đấy. Không? Đấy, em thấy bây giờ nó biến năm nay đẹp không?
nó chuyển hóa. Vâng. Mùa này tốt thì nó không khoe hết được. Vâng. Tốt thì nó cũng có cái vẻ đẹp của tốt. Đấy, nhìn trông nó dịu. Còn khi mà anh khoe dăm thì nó cũng có cái vẻ đẹp của khoe dăm. Mỗi loại nó có vẻ đẹp riêng, đúng anh? Đấy. Đấy. Cái cây chơi cái xanh Nam Điền này nó hay cái là càng chơi lâu càng năm tháng thì nó hóa, nó biến. Mà chính mình cũng không ngờ nó biến nhanh như này. Đây. Chúng ta thấy đẹp không? Ok anh ơi, anh em mình cùng sang ngắm tác phẩm Nhất Long Tiên Sinh của anh. Đúng là tác phẩm Nhất Long Tiên Sinh của anh. Phải, đúng rồi. Anh có thể chia sẻ cho em về cái tên tác phẩm đúng không anh? Tên này thì cũng báo cáo với Thọ, với tất cả các anh em yêu cây, quý vị đang xem kênh yêu cây của Thọ cùng ekip. Thì cũng rất là vui hôm nay là em Thọ cùng kênh ekip yêu cây về làm chương trình cho thành phố Bắc Ninh thì cũng qua vườn chơi. Đầu tiên thì cũng chỉ cảm ơn Thọ và gửi lời chúc mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh yêu cây trong một ngày cuối tuần, chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thế còn tác phẩm này thì khi anh mua và sở hữu nó, tác phẩm long này đến bây giờ xây dựng nó cũng vào tầm 15-16 năm rồi. Thì cây này chính thức là năm ngoái mới có cái tên. Đấy. Thì tên tác phẩm này thì sau nhiều năm tháng thì anh cảm nhận anh đặt tên nó là tác phẩm Nhất Long Tiên Sinh, bởi đây là một cây long, nhất là một cây long. Cây long này thì anh cảm tưởng nó như một cái vị vừa quân tử một nhà hiền triết. Đấy, như một cái vị tiên sinh. Đấy, nên là anh đặt tác phẩm xây dựng ý tưởng là cây này nó như một nhân vị tiên sinh, nên anh đặt nó là Nhất Long Tiên Sinh. Anh ơi, cái cây long này là anh đã tạo tác bao nhiêu năm rồi anh? Ở cây này đến năm nay là 16 năm em ạ. Tức là xây dựng từ về vườn mình đấy. Vâng. Mình mua được về 16 năm. Có nghĩa là anh sở hữu 16 năm chứ, 16 chứ năm. Không phải tuổi nó 16 năm. Đúng rồi. Mình sở hữu 16 năm, một trước đây cụ ấy ở Nam Điền là cụ ấy chơi là cũng là mấy chục năm rồi. Vâng. Đấy. Giả nó chun như này nhỉ. Đây cái kia, tay một này. Tay một nó to như bắp đùi. Vâng. Người mình đứng chưa lên chốt một. Vâng. Đấy, Thọ tầm 1m7 đứng chưa lên chốt một. Tất cả tay cành. Em cầm máy đi quay ở Bắc Ninh nhiều rồi anh ạ. Nhưng mà phải nói đây là cũng là một cây cây nong, em nghĩ khả năng là độ đẹp khả năng của cũng hàng đầu Bắc Ninh. Em chưa gặp một cái cây nong nào đẹp như của anh không? Cây này thì riêng ở Bắc Ninh ấy, còn ở nơi khác có thể anh em có cây to hơn đấy. Cái này đây em này nó biến này. À. Đấy. Cây này thì mình cũng là chủ cây thôi, nhưng mà cũng anh em thì cũng nhận xét và đi xem rằng đây thì là một trong những tác phẩm nong mà hiếm ở tỉnh Bắc Ninh. Vâng. Bởi vì cây này nó đạt được cả ba yếu tố: chiều cao, kích cỡ, thân, tay cành, thân pháp. Và đặc biệt cái ngọn này. Em để ý ít cây long nào có một cái ngọn như cây long này. Cái ngọn này cao quá em chắc khó, nhưng mà bởi vì là anh ạ, em thấy các cái ngọn long ấy nó hay thẳng và nó cảm giác hơi đơ. Đúng nhưng rồi. Cái ngọn của anh ấy, em thấy là rất dẻo. Để em xem nào. Xem cái góc nào nhìn được cái ngọn anh nhỉ. Đấy. Đấy. Thì sang bên này là nhìn cây nó cao to quá quý vị ạ, anh em đang xoay để. Đây, em đứng đây em nhìn thấy ngọn thì nó mới thấy chuẩn này. Đấy. Nó xoắn như một cái đường đua công thức gọi là F1 luôn đấy. Đây cái ngọn ở trên kia. Đấy. Nhưng phải nói đẹp. Ngọn này là anh đưa ý tưởng bắt đầu xây dựng nó từ một cái mầm. Dạ. Trong vòng 16 năm và dựa nguyên cái lối cổ các cụ, tức là ngọn làm theo kiểu khoái hương. Vâng. Khoái hương là quấn từ dưới quay lên theo hình tròn như này là dạ. Quay lên. Đấy. Nên là tác phẩm này là được xây dựng ngọn là trong vòng 16 năm nuôi một cái ngọn. 16 năm làm một cái ngọn đấy, đâm là cái ngọn nó khác cái ngọn mà như em nói. Vì cái ngọn cũ thì thường là lối chơi cơ cổ các cụ để là ấm bông tàn trên một quả phúc to thôi. Vâng. Đâm là khi cái ngọn nó già là nó hay đơ. À, đấy, nhưng mình thì mình xây dựng biến tấu từ cổ giang kim là mình giữ cốt, nhưng mà mình làm lại cái ngọn thì 16 năm thì nó sẽ được một cái ngọn cực đẹp theo kiểu khoái hương, nhưng vẫn giữ cái lối của mình. Tức là lối cây các cụ là làm theo kiểu khoái hương, nó bay con rồng bay lên cuốn. Vâng. Đấy, cuốn tròn nên cái ngọn nó không bị đơ. Vâng. Thế này hôm nay nghe câu chuyện của anh Nguyễn Kim Sơn này, bản thân em cũng có một cây long nó to như này, cũng nhưng mà cũng mới mới lấy về vườn.
Nhưng mà nghĩ đến cái cảnh gọi là 16 năm xây dựng một đấy, cái ngọn 16, đấy. Thì chắc là không biết là có dám phang cái ngọn của mình đi không, vì ngọn của em nó đang đơ. Đấy. Cái câu chuyện là cũng phải nói rất thật, để đánh đổi 16 năm để xây dựng một cái ngọn đẹp thì đấy mới thấy là sự kỳ công ở trong một cái tác phẩm. Anh ơi, em hôm nay em về nắm hai tác phẩm của anh, em xin chúc mừng anh. Thực ra là mỗi một lần về thì thấy tác phẩm ngày càng đẹp hơn. Em xin chúc mừng anh và xin chúc anh cùng như tác phẩm ngày càng đẹp lên, và rất mong rằng tác phẩm anh sẽ sớm ra những cái sân chơi lớn để anh em cùng được chiêm ngưỡng. Nếu anh em nào mà do thời gian và không gian quá xa thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng tác phẩm của anh Sơn qua những cái video mà yêu cây cung cấp. Em xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Thọ nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.